Wow, hai cha con làm gì á? Bất kỳ bất kỳ là bắn. Không có gì bất kỳ bắn sao? Trời ơi, ba mua cái sơn này về. Oh. Ba làm vậy á hả? Yeah. Mà sao ba cắt cái mặt con này nhìn giống con hơi gì vu gì vậy? Daddy, it wasn't on the fridge, so I didn't know it was important. Rồi vô nó mét nó mẹ ơi, ba lấy cái tấm giấy mà hai mẹ con mình vẽ trái tim á, ba làm lên đây rồi, ba xịt sơn rồi. Wow, rồi giờ làm sao? Đợi nó khô chứ hả? Trời ơi, ba. Okay. Wait, not yet. No, 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 phải khô đã. Con làm sao giơ cái áo đó cho mẹ nha trai. Let it dry, let it dry. Cái đó wait JD. JD. Đứng thổi đi cho nó khô. Thôi đứng thổi, văng nước miếng vô không lâu khô nữa. Chờ chút đi. Rồi lấy ra đi. Lấy đi, cầm lấy ra đi. Lấy đi, lấy ra được rồi. Okay. Wow. Rồi đúng rồi, bỏ vô thùng rác. Rồi mắt đâu, mắt đây mày chỉ cho. Đúng à, nó thổi không ghê, không thổi. Thổi. Hả coi. Wow. Ghê quá. Hai cha con chế biến cái môn gì ghê dữ. Thổi đi, thổi đi. Mẹ lấy cho đây nè, right here. Lấy đi coi. Ok, wow. Yeah. Throw it in the garbage. Đây nè, đây nè, con làm dưới đây nè, con làm dưới đây nè, con làm dưới đây nè. Yeah, get the bottom. Get the bottom. Wow. Rồi, chạy đi. Đứng mày chụp tấm hình coi. Let me take a picture with you and the hug. Ôi giời ơi. Because you didn't throw it on the... Oh my gosh, you didn't throw it out? Yeah, tại vì con không có lụm vô, con không bỏ vô đây nè. Rồi, đứng mày chụp tấm hình với Huggy Wuggy. Đứng lên. Nhìn mẹ, nhìn mẹ mày chụp tấm hình với Huggy Wuggy. Cười coi. Cười coi, cười coi. Rồi, bây giờ làm đây. Alright, hold him up for me so I can see how his body is. Rồi, ok. Rồi, vẽ nó đi. A butt. Okay, so he got a belly. Rảnh ghê á, đi mua chai sơn. Rồi đó, bởi vậy mẹ nói mà. Right, he got a belly. Yeah. And then he's got arms. Wow. He got arms. And then legs. Long legs. No, his hands need a little more. And his feet too. Rồi, ok. Alright. Get the yellow ready for me, JD. Yellow đâu? Đưa cho ba cái bình yellow để ba làm cái chân của nó. Trời ơi, ba nó biết nó đam mê cái con này nên là ba nó ráng đóng cái này nè cô chú nè. Rồi cái mua sơn về sạch. Right. Ấy làm cho nó vui á cô chú ơi. Wow, con thích không con? Tại sao mình tô đây? Hả? Tại sao mình tô đây? Tại vì ba biết con thích á nên ba tô để cho con vui. Rồi hands. Ooh. Wow. Whoa. Look at that. JD. Đứng chụp hình, đứng chụp hình. Let's go take a picture. Rồi, ok. Còn... Oh no, he got green on himself. No, that's what happens when we don't wait for the paint to end because you're too impatient. Rồi, ok. Ôm con này đứng kế bên đó coi. Rồi, now daddy ruining everything. Rồi. It doesn't have to. Rồi, nhanh mẹ coi. 2, 3, good. Đẹp quá, beautiful luôn á. Beautiful. Aww. Hình này con em cái này. Con vẽ. Con vẽ với mấy bạn. Ui dạ. Hello. Chào lại gia đình mình nha.
Đó, bây giờ á là Ngọc có chở ba bà cháu đi chơi đi cả nhà mình ơi. Chơi đâu chơi? Nói ông bà chú nghe con. Trong biển. Đi chơi trong biển hả? À, hỏi ông bà cô chú thấy con mặc cái áo này nè là biết ông bà cô chú biết con mặc con đi biển rồi. Hôm qua tắm sương, hôm qua tắm hồ, nay tắm biển. Một cái điều mà hả thích nhất về Florida là từ nhà Ngọc chạy ra biển có 28 phút à. Thôi bây giờ đi biển để cho chay chuẩn bị đi học lại rồi bữa giờ cũng chưa đi biển. Thôi đi biển ha mọi người ha. À bây giờ tới biển rồi mọi người ơi. Tới biển là thấy những cái hàng chay rất là đẹp ha. Rồi hôm nay đi biển là có đem theo cái ghế để cho chay ngồi nè. Ông bà cô chú đem từ bên Michigan qua nè ông bà cô chú nhớ không. À rồi bây giờ là có nguyên một cái bịch đồ của nó, khăn khiếu đồ. Tắm bơi tắm biển xong rồi cái lau chùi. Rồi bà ngoại thì có đem nước, sữa, bánh. Ui xe đủ thứ hết. Rồi ok xuống xe ngoại ơi, nóng quá. Đây hành trang đi biển. Rồi hôm nay là cái biển này, cái này Ngọc đang ở Deerfield Beach. Hồi bữa thì Ngọc cũng có đi Deerfield Beach nhưng mà một cái khúc khác của cái biển. Biển thì các bạn biết rồi, nó nói dài, nó nhiều mà. Ê ê ê, bỏ trên. Ủa đi tắm biển ai đem theo đồ dẻ? Ôi trời. Rồi vậy ngồi ngoài biển dẻ ha. Ok, ngồi ngoài biển dẻ. Đây, biển đây. Đây là cái hành lang mình đi nè. Đi sơ bộ xuống đây là có thể tới biển luôn. Tắm luôn. God bless you baby. À, chờ mẹ đi, chờ mẹ với quậy không? Đậu xe thì mình cứ đậu xe ngay chỗ này. Đây mọi người ơi, bây giờ Ngọc sẽ xuống dưới ấy, hồi nãy Ngọc mới vừa trả tiền đậu xe xong. Đâu rồi, bà cháu đâu rồi? Hai bà cháu đâu rồi, hai bà cháu đâu rồi? À, chết rồi mọi người ơi. Đã thì chơi chứ. Chạy nửa tiếng đồng hồ tới biển. Ôi trời trời trời. Hai con yêu. Mẹ mới vừa đậu xe xong rồi con yêu. Ôi wow, ở đằng kia có những hòn đá đẹp quá trời. Đi tắm nữa. Đi đi xuống tắm đi. Hả? Con biết bơi rồi. Ủa không đi tắm nữa hả? Ủa sao kỳ vậy? Sao tự nhiên mẹ mới vừa đậu xe xong giờ tự nhiên không đi thích đi tắm nữa là lý do làm sao? Nóng cái chân thì xuống biển rồi. Ở đằng đây mới sạch nè ngoại, ở đằng đây mới sạch nè, ở đây đông dơ quá. Nãy mẹ nói dưới hả, đằng đây mới sạch nè. Wow, ở đây có mấy bãi đá đồ dữ ta. Còn bữa là mình... Có thay đồ. Có thay đồ hả? Không tắm nữa hả? Ôi chào ơi, sao kỳ vậy? Nóng quá hả? Rồi ok, let's go. Rồi con lại chỗ sạch sạch á, lại cái bị chỗ sạch sạch á. Cái đó cái gì vậy? Con biển hả? Wow. Nha, bà ngoại kìa. Hai bà cháu kìa. Hai bà cháu nắm tay nhau ra biển kìa. À, đó, ngồi đây là vị trí này ngồi là khỏe nhất. Đây là bà cháu. Ngồi đây không mà nghe tiếng sóng biển không cũng vui nữa. Người thích ra đây là nằm lót cái khăn ra đằng phơi nắng. Giờ nghỉ ngơi rảnh rỗi không có đi làm là mọi người sẽ ra biển vừa nằm đây tiếng sóng biển nắng ở trên hắt xuống dưới da rồi cái nó ấm nó nóng rồi cái da mình nó sẽ màu màu tan. Ôi trời. Có đã không? Có ổ nhảy kìa. Nhảy kìa.
biển mặn quá không mày? Nước biển mặn quá. Tiên chút chơi chút là nhiều. Mấy này chắc rong biển ha. Rong biển cho trôi giặt giặt vô. Rong biển. Cái bãi đằng này thì nó không có sạch bằng bãi đằng kia ha. Bãi đằng này chiên có mấy rong biển trôi vô. Một chút là sao rong biển trôi vô dữ. Mọi người ở đằng kia rồi. Mấy cái dù này thì mình có thể tự mướn mấy cái dù này. Mấy chục đô á, mướn ngồi đó cái chùa. Wow, xém tạc trên danh đá của mình luôn. Ngoại đeo khẩu trang sợ đen thái chì đi. Ông ngoại ở nhà, ông ngoại thì mấy cái tấm biển này thì ông ngoại cũng không có thú vị gì mấy. Trước khi nó xuống là có sức chống nắng rồi cho nó đầy đủ rồi cô chú. Cô cha, ở đằng kia hình như có cái con gì nào phải không? Trời ơi, nó đứng trên bãi đá luôn, hình như là con kỳ đà hay là con lizard gì đó. Trời, nó xanh lè đứng trên hòn đá kìa các bạn kìa. Thấy không? Người phụ nữ đứng đợi chồng đó. Hello mà cô chú nha, chay bữa nay là chay đi tắm biển chung với lại bà ngoại với mẹ chay. Lâu quá rồi cũng đi ra biển, thôi bữa lần được cuối cùng mà đi ra biển là ở Việt Nam, ở Phú Quốc. Cô chú anh chị nhớ không? Chờ về biển Florida, tắm biển Florida. Quá trời đã không? Trời đồi đứng nữa. Biển như ngoại nè. Ngoại ngồi. Ngoại ngồi luôn. Nó đèo ngoại chứ ngồi luôn cười vậy. Ôi trời đất ơi. Hai bà cháu tắm kìa. Giờ hiện tại giờ đi tắm là 3 giờ chiều nè. Cho nó đi chứ cũng còn mười mấy ngày nữa nó đi học rồi. Muốn đi biển thì cũng phải đợi cho cuối tuần mới đi. Nên thôi giờ ở nhà nó cũng chán, ở nhà chơi miết, chơi em bé, chơi gấu rồi chơi bơi rồi nó cũng chán, thôi đi biển cho nó thay đổi không khí. Biển hôm nay cũng không có đông gì mấy. Nhưng mà cái khúc chọn cái khúc này nó hơi bị dơ. Ê, trời. Nó lên tới tôi luôn rồi trời. Chọn cái khúc này thì nó không phải dơ cái gì. Mà nó là dơ cái mấy gì nè. Trong biển đông đồ nè. Trời ơi, ngoại bơi luôn nè. Chả. Ngoại là chạy lắm. Đeo khẩu trang đồ đội. Ôi, mẹ nói gì mọi người không nghe gì. Mẹ đừng nói không nghe gì. Mẹ nói trời ơi rớt khẩu trang luôn. Thôi cởi khẩu trang ra đi ngoại ơi. Xả láng bữa đi ngoại ơi. Xả láng sáng về sớm. Nói chung là vô ra mình ở ngoài mà mình không có giữ là cái da mình đen lắm. Da mình dễ đen mà, dễ bắt nắng mà. Wow. Hồi bữa ngoại đi ra Phú Quốc chứ ngoại cũng đâu có đi đâu biển ngoài bơi đâu. Sóng biển mạnh à. Hồi bữa mẹ đi Phú Quốc mẹ đâu bơi đâu. Có không? Bơi buổi chiều tối à? Đi biển về rồi mọi người ơi. Thì bây giờ Ngọc và mẹ sẽ bắt đầu chuẩn bị vào bếp để mình làm món ăn cho ngày hôm nay. Hiện tại bây giờ là 5 giờ chiều rồi. Thì cái món ăn ngày hôm nay á, là hồi bữa đi chợ mua được một bịch mực trứng. Thì hôm nay là sẽ làm cái mực trứng luộc chung với lại gừng. Với lại không biết có giấm hay không. Nhưng mà sẽ luộc được cuốn bánh tráng. Còn chồng Ngọc thì các bạn biết rồi, làm cho anh miếng thịt bò. Cái bịch trứng thì Ngọc đang chuẩn bị. Ngọc rửa cái bịch mực trứng đây đây. Còn đây
cái miếng thịt bò mà chồng Ngọc anh ăn ngày hôm nay là cái miếng này là thịt bò wagyu của Nhật Bản. Đó, nguyên một bản cái miếng thịt bò wagyu của Nhật Bản, cái này là nguyên cái miếng này là New York strip nè. Hả? Hả, xin gom rồi, hồi nãy ăn rồi, giờ đâu ăn được nữa. Ồ, con làm bộ với mẹ hả? Ôi, đi tắm biển về đã quá, về tắm rửa sạch sẽ, đẹp gái quá, trời á. Hả, con thay quần khác hả? À? Ok, rồi, con thì đó, con thích cái quần nào, con tự thay quần đó. Chứ đâu có cần phải nhờ tới mẹ nữa. Đây đúng không? Ngọc mà mua từ bên Michigan đem qua nè, tại vì hồi bữa là cái thịt bò wagyu á, Ngọc mua bên Michigan còn dư nhiều lắm. Nên là cứ qua đây cái đem theo luôn. Miếng cái miếng thịt bò bự hơn cái bàn tay của Ngọc luôn các bạn nè. Một mình chồng Ngọc thì anh sẽ không ăn hết cái miếng thịt bò này đâu, tại vì các bạn thấy không, những cái vân mỡ trong đây nè, ăn thì nó rất là mềm, rất là tan chảy, nhưng mà ăn nhiều nó ngán. Thí dụ như miếng thịt bò bình thường ít mỡ á, thì mình ăn mình còn chịu nổi, chứ còn mà cái này nè các bạn, mỗi miếng thịt là mỗi gân mỡ, mỗi miếng thịt là mỗi gân mỡ, ăn nó ngán. Nên là Ngọc nghĩ là Ngọc chỉ cắt cho anh chỉ cỡ chừng nhiêu đây thôi là anh ăn vừa. Cái miếng này cũng bự lắm nha, miếng này cỡ 12 ounce. Ok, ngoài đây còn tờ giấy, ngoài đây hết tờ giấy rồi. Đó. Rất là ngon. Ok, đó, lúc nào cũng phải con miếng thịt bò chẳng. Chơi ơi, nhỏ nhỏ giùm mẹ chơi. Mẹ nói gì con không nghe hả? Mẹ nói con nhỏ nhỏ lại giùm cho mẹ ăn chút. Mẹ cảm ơn. Miếng thịt bò nhìn hấp dẫn ghê. Đó, cắt cho nhiêu đây là anh ăn đủ rồi nè. Mấy thớ mỡ nè, các bạn nào. Đối với nước ướp để ướp thịt bò thì nhanh gọn lẹ dễ dàng. Chỉ cần rắc cái này vô thôi. Rồi, rắc hành. Cho cơm. Con trái được ca mẹ ha. Có ai mà ở đây lột hành mà không bị cay mắt không? Mẹ lột hành mày có bị cay mắt không? Ủa? À, bây giờ thái gừng ha. Thấy Ngọc mà cắt gừng nó uổng lắm. Ngọc cắt nó cái gì sao người ta đâu biết gừng cắt đâu, cứ gọt gọt cái gì đó. Gừng khó cắt. Mà có người bào nha, bào ra thì đỡ tốn hơn. Làm sao mà nhà mình trồng được bụi gừng mẹ. Gừng khó trồng không ta? Dễ hả? Nhưng mà thấy ít ai trồng gừng nha. Sao kỳ vậy? 6 tháng cũng mới bự lắm. Lấy cái củ gừng đó mình đưa xuống xong nó lên thì nó sẽ chết cái củ gừng đó, xong rồi nó lên cái cây rồi. Mình phải đưa cái khác nữa. Cái cây đó nó lên mấy tháng sau nó thành cái củ. Ồ, vậy thôi đợi ăn củ gừng thôi, đi mua cho rồi. Dữ vậy ta? 6 tháng. Còn có 1 củ hả mẹ? Trời, vậy là con phải cố gắng tiết kiệm hả mẹ? Con mà không tiết kiệm là hết gừng ăn á. Mời đi chợ mua thêm. Rồi bây giờ con thái lát ra cái con khá sắt thành sợi ha. Trời ơi, con nói mẹ từ rồi nào, cuộc đời con từ rồi nào, giờ con đi con ăn mực. Chưa bao giờ ăn được mực ngon như là mực ở ngoài Phú Quốc. Quá tươi quá ngon, ăn một lần nhớ mãi tới già. Lấy lên ăn liền luôn. Con nói mẹ thì biệt bữa ghé chợ đêm á. Trời ơi, đừng nói tới, nó tươi mà ăn nó giòn sực. Con mắt nó còn sáng sáng quẩy mà. Mới bắt lên nó trầm cướp mình đá.
này con sắt chanh hay không để cho mẹ ha. Dắt vô nước hả? Bao nhiêu trái? Sắt làm 2 hay sao mẹ muốn sắt làm 4? Trái cà tím. Cà tím nè, hồi bữa quay cho mọi người nó có bằng phân nửa cái này, thằng bữa nay nó lớn lên vậy luôn rồi nè. Quá đã không? Ba cầm vô con này đi. Coi nè, đây là cái vàng mồng tơi của chay nè, ông bà cô chú coi nè. Bây giờ bắt cái này cái bắt đầu nó leo lên dữ chưa? Ừ. Quá trời luôn. Con mốt này là có mồng tơi ăn đã luôn. Bây giờ cắt mồng tơi vô đi. Mồng tơi thì mình cắt cái đập non hay sao ta? Cắt cái lá cắt vậy đó. À. Đó cắt vậy thôi. Ít thôi, vừa thôi. Cắt trong chay vô nó ăn. Mỗi lần thấy lá mồng tơi xanh mướt. Nè, đã không? Chỉ cần vô đây là vô nấu được cho con chay nồi nồi canh này. Rồi cắt hành ra. Bỏ cái góc. Rồi ta cắt cải. Cải ra để cuốn bánh tráng. Rửa thôi là được rồi. Giờ mấy cái này con lật lá ra, cái còn cái cây mình đi cầm lại mẹ ha. Ok, để mẹ cầm lại. Thân mày đem bên đây mày cầm lại. Khẩu cần lá luôn ha, cây thân cây không được không mẹ? Hả? Cái thân không được không? Cái thân không nó lên đọt khác ngay chỗ mắt lá á. À. Ngộ bữa nay ở đây cầm hay chứ, vậy ngon chứ. Ấy để cắm lại. Con thấy nhanh thấy ghê không? Lẹ ghê. Mà bữa nay trái cà ra chuẩn bị từng lấy nó ra trái cà bự chà bá luôn. Vậy hả? Ừ. Bữa nay bự gấp đôi thêm bữa rồi. Dạ mấy cây kia ra mông quá chừng á. Thiệt cái chứ. À, vậy nè. Nó là cắm lại. Mà thấy nó bò nó đẹp quá mẹ hả? Bò, bò đẹp ghê. Con thấy mẹ cắm mấy cái thân của rau muống nè. Đó đó, mẹ để cắm vậy để mẹ trồng á. Cắm vậy để mẹ trồng phải không? Ừ. Không biết mà, không thử trồng rau muống coi ok không. Xếp mấy cái lá này lại xong rồi cắt mỏng mỏng ra. Tại vì đa số nó ăn nó lấy nước không mà, chứ nó đâu có ăn cái rau. Nên là phải cho nước ra nhiều nhiều. Cắt vitamin nó trong cái lá nó ra. Dạ. Ăn cũng tốt, không có cần. Nồi nhỏ xíu này nấu canh được rồi. Mình muốn ăn nhanh gọn lẹ. Con nồi mồng tơi nấu với thịt khô cho chay ăn nè ông bà cô chú. Bên đây thì bắt chảo để nướng thịt bò. Rồi bây giờ Ngọc sẽ bỏ thịt bò vô nha. Không có cần bỏ dầu hả bơ gì đó các bạn ơi, tại vì chút nữa mỡ sẽ ra nhiều. À, mọi người thấy mỡ chưa, mỡ tưới ra chưa, tự động là nó mỡ ra luôn, khỏi cần dầu ăn chi mất công. Bơ gì của ngoại ra hái rau nữa không ngoại? Ra hái mấy lá quế với lại húng lủi. Ừ, quế húng lủi nữa. Húng lủi ngon mướt luôn á. Nghe đã không? Rồi lật những thịt bò lên. Wow. Rồi hôm nay là cả nhà mình sang ở ngoài đây nha Hoàng nha. Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong. Ủa, đổ nước không ngoại? Ừ. À, rót nước gì qua nghệ tây rồi uống nè.
Ai mà bị mất ngủ khó ngủ thì uống thử nhiều hoa nghị tây này nha, tốt lắm, uống vô nó ngủ ngon ngủ sâu hơn. Rồi ok, nó mà còn nóng lắm. Thích nhảy trampoline hả? Thôi để chiều chiều đi, giờ ngoài đó còn nắng quá, nhảy trampoline cái gì. À bên đây là mẹ Ngọc có pha một cái tô nước này, là mẹ có bỏ gì vô chẳng mẹ? Ở trong đây miếng đường, miếng muối, miếng ngọt con, giờ dắt vô miếng chanh cho nó chua chua. Xong rồi mình sẽ bỏ lên cái chảo này và mình sẽ luộc cái mực. Rồi bây giờ sẽ đổ nước vô đây. Bỏ hành vô cho nó thơm. Oops. Thôi đổ hết vô luôn đi cho rồi. Đổ hết vô luôn đi. Ngồi ăn đằng trước đằng sau là cái view này, là cái view hồ bơi. Miếng thịt bò của chồng Ngọc nè. Ngon không? Hấp dẫn à. Ai là tín đồ của thịt bò? Quá ngon quá. Nhìn thơm mẹ nghe, thơm mùi bỏ vô là cái thơm mùi ấy liền. Hành với mùi tọa gừng. Dạ cho nó thơm chút đi, để cho con bỏ mực vô. Mực này không biết có ngon hay không nữa nè, chú này nấu mực trứng mà sao nãy giờ rửa sao không có thấy gì giống mực trứng. Mực trứng nó phải con nó phải nhỏ nhỏ rồi, ở trong nó có trứng ăn mà nhìn cũng không giống luôn, mà sao nó mực trứng cũng không biết nữa. Ăn thử coi sao. Rồi bây giờ con nghĩ là mày gấp mực bỏ vô được hả? Chảo này bữa mua ở Chicago nè các bạn nè. Chảo này có bạn nói là chiên bánh xèo cũng ngon lắm. Cũng hấp dẫn. Mực này cũng nhanh chín mẹ ha. Mực nhanh lắm, có lửa mà chín à. Wow, mẹ có nước mực ra nè mẹ nè. Cũng hấp dẫn ha. Nghe cuốn với rau. Bánh tráng Quảng Nam. Hả? Cho con ngồi đó đi, lấy cho em cái ghế em ngồi. Ngồi với mẹ không? Con có ngồi với mẹ không? Mẹ trả nữa, mẹ hỏi trả lời làm sao? Dạ gì? Dạ không mẹ. Hello, xin bánh chào lại gia đình mình nha. Xin chào cả nhà nha. Hello, xin chào các bạn. Rồi, để ngoài lấy cho. Xe ra đi, xe ra ngoài lấy cho. Bánh tráng ra. Rồi. Chín rồi cả nhà mình ơi. Rồi, mời cả nhà ăn bánh rồi, tráng. Rồi, xin mời cả nhà nha. Cuốn mực nhúng với gia đình mình. Rồi. Nhúng mà. Để con gấp cho, để con tự gấp. Không mà con nghĩ ta tắt lửa được rồi nè. Rồi, xong. Đúng rồi ba, sao mày gấp cho ba? Để ở giữa bàn cho nhìn đẹp. Rồi. Cuốn nữa ha, đi cuốn đi à. Cuốn bữa đi. Rồi đó, ăn lấy. Rồi, ok. Lấy ra để cho nó nguội nguội. Đúng, còn nóng quá, cũng ngon. Ăn nóng ra, ăn bao. How's it baby? That's where you stay. New York strip. Quên làm bánh mì ngon không? Dạ, thì quên làm bánh mì bỏ thêm. Ngon. Probably won't even eat steak sauce. Chắc mình dính vậy này mày. Thịt bò tuyệt vời. Yeah, really good. Let's see what the taste sauce. Quá dẻo luôn cả nhà, cũng mãi dẻo luôn á, mà nó dẻo. Dẻo ăn đã miệng luôn. Dẻo ăn mỗi miệng chứ ngoài. Trời ơi, ngồi đây nghe chim đâu kêu dữ đây. Hôm nay buổi chiều. Oh wow, do you see how green they were? Chiều nắng tốt. Oh, green. Yeah, they were bright green. Thì Quynh nhìn qua, nhìn Quynh thấy mấy con chim nó màu màu xanh. Xanh luôn. Chị có thấy chim màu xanh không chị? Dạ không mẹ ơi. Nhìn con, đừng hồn quá. Không được làm vậy. Yeah. Mình không có được làm như vậy. You gotta say yeah. Đúng rồi, ba nói thấy chưa. Ba dạy là nói chuyện với mẹ phải nói dạ. Dạ mẹ. Đó.
bỏ hai con lên đây. Vào vô. Nóng, bởi vì con nó phải gấp ra. Đừng biết mới lấy xuống mà gấp một chút rồi trong rồi chứ. Xin mời lại gia đình nha. Rồi mọi người, thử coi sao đây. Tôi mời có tươi không? Yeah. Tươi không con? Ngon không? Cái nào thêm cái nữa? Ngon ha. Xin mời cả nhà nghe. Nay trở lại kiến chiến tráng. Không chịu mực. Bự quá không bỏ đá được. Bỏ nước vô. Nhỏ nhỏ nó bỏ đá được. Không được. Mực nó mực trứng chứ con có trứng con không ở nhà. Con bảo con không có trứng. Mực cũng được. Cũng tươi. Không đến nổi nha. Cũng được. Không đến nổi. Sợ nhất là ăn mực bở bụng. Bữa mua biển lần rồi sợ luôn. Đây nè, có con này có trứng nè mẹ nè. Đó, con này là con có trứng nè. Ba ăn ba. Mẹ ăn mực có trứng nè. Mực trứng đi. Mẹ ăn với ba. Ba có mẹ, mẹ có con rồi nè. Ba chưa có, mẹ có đây con này nè. Con cũng đây này, trong đây cũng có nè. Chừng phải cái ly biển hay không? Này nó có dịp cá này ha. Có dịp cá cũng ngon hả? Cá này ngon. Bẻ cái ly bây giờ cây à. Trời ơi, giờ nó đi ra đây nó đập đá. Phải đi cướp rồi baby. Chồng Ngọc ăn món riêng chứ anh không có biết ăn mực này rồi. Là Ngọc sẽ nghĩ cho anh món thịt bò cho dễ ăn. Ba nhớ bữa mình đi Phú Quốc mình ăn con mực tươi dễ sợ mà. Ủa nước biển mà. Mẹ ơi, cái đá nó đi vô đây. Rồi vô đó. Quán trong chợ không? Không ba, bán trong chợ, đúng rồi chợ đêm đó ba. Đêm á. Ngon ghê, không mực đã đâu, nói nhiều lúc không. Ai thích ăn đồ biển á. Tại sao phải đi ra biển để ăn đồ biển. Ha. Chứ mình, nếu mình không đi biển á thì ở nhà mình mua tất cả cái đồ biển cũng có. Nhưng đi ra biển á, ăn đồ ăn nó sẽ ngon hơn. Tươi hơn. Làm cho mình vui con mắt hơn. Mực này trong cả ký mực này ha. Ký nha. Giờ chấm mực ăn không. À, mực trứng nè. Đó. Còn lỗ trứng nữa nè. Rào nòn mướt lên cộng mấy cây rào mà húng lũi nè, em cắt bỏ hai cái dừa lên lại á. Trời ơi nó nòn mướt nó ngon. Thằng này là thêm con mực nữa đi. Cũng được ha mẹ ha, không tới nỗi mà bị vỡ chứ còn mực mà nó không bở có được một ai đâu mình vô đâu. Không vô. Mực mà bở là thôi chịu. Trời ơi nhớ hoài luôn, nhớ hoài cái con mực của quốc luôn. Quá đã. Đó. Cái trứng hắn rồi. Mẹ ơi con ơi. Có gì con? Con đi nó đi con ơi. Đi đâu đi. Sợ rồi. Xin bắt đi con mày. Không nhận ngồi ăn ngoài đây nóng thiệt. Không đẹp đâu. They can if you want to, but if you pick them up and he bites you, they probably shouldn't let them.
quá dài luôn. Why is this so long? Rồi, đó là bị cắt hết rồi anh. Đó là cắt hết rồi. Rồi nó khô. Tấm này lọc này con phải nói dài thiệt cái hả? Giờ là nó khi mà để lâu quá đó làm ăn một lần hai cái. Rồi rồi. Chứ còn mà một cái nó đâu có dính vô đâu. Bao giờ cái làm yếu mà cái như vậy đâu thấy rồi. Đây một cái một rồi. Wow, that was good. Ngon. Can I have a piece of lettuce? Yes. Thì quên ăn cục uống hết rồi ha. A little too greasy. Béo quá mẹ. Ăn lần mấy con béo lắm. Yeah, because that's what it's like with Wagyu. You can't eat too much because it's just that's so why, much fat. Yeah, I didn't cook the whole thing. I saw half of it. Ăn vậy mà cũng không hết luôn ha. Bò. Trời ơi, ăn hết ba miếng mì đây rồi nè. Ăn cục thì bò hết hả? À, bánh mì no. You gotta eat the bang meat to kind of soak up the grease, but. Ăn này cũng lạ lạ mày ha. Nhờ người gia đình mình thích ăn vậy. So how was the beach? It was great. Yeah, did you go swimming too? Uh-uh. So just JD wet? Oh, your mom went swimming with JD? Mm-hmm. I mean diving. Đi Quỳnh hồi nãy là mẹ hỏi không? Đi Quỳnh hỏi là nãy đi biển là mẹ với chị ra tắm hả? Ừ. Chị phải xuống nước quá. Mà mình đâu dám để cho chị xuống mình đâu. Nên nó không... Mẹ xuống với chị luôn. Trước tiên là lại bếp nữa. Yeah, yeah, we brought all the bus. Lúc đầu mẹ nghĩ là mẹ đi, mẹ không có tắm nên mẹ không có đem đồ. So she can have a little bit more fun. But I think she should go back to swim school. Uh-huh. You know, now that she's older, she could pay attention a little bit more, listen to the teacher more. Wow, đúng một tấn luôn à. I think it's a good idea. I think that's, you know, once she's in school, then we can have a routine set for her, and then we can have after school activities like swim class, piano class, piano lessons, mm-hmm. and whatever else. I'd like to get her into some jiu-jitsu. That's a good way for a small little person like herself to defend herself from would-be attackers. You never know how people. I don't think there's gonna have any problem in the preschool though. You never know, but it's I after looking at the school, I think it'll be fine. But when you go to public school, that's when she'll. Ngoài ra ăn cho hết luôn nha. Thấy cái nào? Hết trong chảo luôn. Này nó chuyện dở kìa. Thôi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi cái video clip ngày hôm nay. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại mọi người vào những video clip tiếp theo nha. Chào tạm biệt mọi người. Bye bye. Thanks for watching. Cả nhà. Bye bye. Alexia, pool is the back.